Nội dung có trong video: khái niệm phản ứng tỏa nhiệt và phản ứng thu nhiệt. Các thí nghiệm phản ứng tỏa nhiệt và phản ứng thu nhiệt. 1. Hòa tan ammonium chloride vào nước. 2. Hòa tan sodium hydroxide vào nước. 3. Dung dịch sodium hydroxide tác dụng với dung dịch hydrochloric acid. 4. Dung dịch acetic acid giấm tác dụng với sodium bicarbonate rắn. 5. Dung dịch hydrochloric acid tác dụng với magnesium. Khái niệm phản ứng tỏa nhiệt và phản ứng thu nhiệt. Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt ra môi trường. Hệ quả là môi trường xung quanh nóng lên. Ví dụ, đốt cháy than, phản ứng giữa sodium hydroxide và hydrochloric acid, sodium hydroxide và sulfuric acid tan trong nước. Nước đóng băng, sắt bị rỉ, sodium acetate kết tinh. Phản ứng thu nhiệt là phản ứng hấp thụ năng lượng dưới dạng nhiệt từ môi trường. Hệ quả là môi trường xung quanh lạnh hơn. Ví dụ, chất lỏng bay hơi, băng tan, ammonium chloride tan trong nước, phản ứng giữa sodium bicarbonate rắn và giấm, quang hợp. Về mặt năng lượng, trong phản ứng tỏa nhiệt, năng lượng chất phản ứng cao hơn năng lượng chất sản phẩm. Năng lượng có hướng đi xuống, nên năng lượng dư thừa sẽ được phát ra ngoài môi trường. Sau khi kết thúc phản ứng, entropy sẽ giảm. Trong phản ứng thu nhiệt, năng lượng chất phản ứng thấp hơn năng lượng chất sản phẩm. Năng lượng có hướng đi lên, nên chất phản ứng cần hấp thụ năng lượng từ môi trường vào để tạo thành chất sản phẩm. Sau khi kết thúc phản ứng, entropy sẽ tăng. Các thí nghiệm, phản ứng tỏa nhiệt và phản ứng thu nhiệt. 1. Hòa tan ammonium chloride vào nước. 2. Hòa tan sodium hydroxide vào nước. 3. Dung dịch sodium hydroxide tác dụng với dung dịch hydrochloric acid. 4. Dung dịch acetic acid tác dụng với sodium bicarbonate rắn. 5. Dung dịch hydrochloric acid tác dụng với magnesium. 1. Hòa tan ammonium chloride vào nước. Nước. Nhiệt độ của nước khoảng 19 độ C. Ammonium chloride. Nhiệt độ dung dịch khoảng 11 độ C. Kết luận, ammonium chloride tan trong nước là phản ứng thu nhiệt. Hai, hòa tan sodium hydroxide vào nước. Nước. Nhiệt độ của nước khoảng 19 độ C. Sodium hydroxide. Nhiệt độ đang tăng khá nhanh. Nhiệt độ dung dịch khoảng 22 độ C. Thêm một ít sodium hydroxide vào xem sao.
nhiệt độ dung dịch khoảng 26 độ C. Kết luận, sodium hydroxide tan trong nước là phản ứng tỏa nhiệt. Ba, dung dịch sodium hydroxide tác dụng với dung dịch hydrochloric acid. Dung dịch sodium hydroxide. Nhiệt độ dung dịch khoảng 19 độ C. Dung dịch hydrochloric acid. Nhiệt độ dung dịch khoảng 19 độ C. Bây giờ trộn hai dung dịch vào nhau. Nhiệt độ dung dịch khoảng 32 độ C. Kết luận, phản ứng giữa sodium hydroxide và hydrochloric acid là phản ứng tỏa nhiệt. 4. Dung dịch acetic acid tác dụng với sodium bicarbonate rắn. Dung dịch acetic acid. Nhiệt độ dung dịch khoảng 18 độ C. Sodium bicarbonate. Nhiệt độ dung dịch đang giảm dần. Thêm tiếp sodium bicarbonate vào. Nhiệt độ dung dịch khoảng 13 độ C. Kết luận, phản ứng giữa dung dịch acetic acid và sodium bicarbonate là phản ứng thu nhiệt. Trong thí nghiệm giữa acetic acid và sodium bicarbonate, người thì nói là phản ứng tỏa nhiệt, người thì nói là phản ứng thu nhiệt. Vậy chính xác của vấn đề là gì? Tôi sẽ mở rộng thí nghiệm này ở video tiếp theo, hy vọng sẽ giúp các bạn có được câu trả lời chính xác. Năm, dung dịch hydrochloric acid tác dụng với magnesium. Dung dịch hydrochloric acid. Nhiệt độ dung dịch khoảng 19 độ C. Magnesium. Nhiệt độ dung dịch đang tăng.
nhiệt độ dung dịch khoảng 72 độ C. Kết luận, phản ứng giữa hydrochloric acid và magnesium là phản ứng tỏa nhiệt.